mấy ai trên đời lại có số hưởng như Tô Thần, vừa được mỹ nữ mà hắn thầm thương trộm nhớ mang lễ vật đến tặng, nhờ thế mà giúp hắn nhanh chóng đột phá thiên kính, chính thức trở thành một cường giả. Lại có thể may mắn đến mức Tô Thần lần thứ hai rút chúng luôn phần thưởng trong bàn quay, mà tỷ lệ chúng chỉ có 0,01%, được thêm một kỹ năng dịch chuyển tức thời. Nhưng muốn nâng cấp kỹ năng này lên đến cấp cao nhất thì phải cần rất nhiều điểm kỹ năng. Đang bực mình vì cái hệ thống này bao gì mà bảo giữ vậy, thì Vạn Vạn lại lẽo đẽo theo sau Tô Thần, dùng đủ mọi lời nói để công kích xỉ vả hắn. Đã thế ông mày đây nhịn mày hơn lâu rồi đấy, Tô Thần nhanh ý tặng cho Vạn Vạn phần đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa nhai, đó là một bãi phân chó vừa được sản xuất ngay bên cạnh. Cái tội Vạn Vạn dám tự cao, nhận sẽ ăn phần nếu Tô Thần bốc trúng phần thưởng, giờ thì cho thưởng thức luôn chứ còn gì. Đang trong giây phút nguy kịch thì vị thần cứu mạng Vạn Vạn Hoàng Trạm từ bên ngoài vội vã đi vào, miệng thì luôn bảo không ổn. Vạn Vạn coi như là thoát một kiếp lần này, nhưng có vẻ Tô Thần thì lại gặp rắc rối rồi. Tên Sở Thiên Minh cho người đến thông báo, con trai Sở Ngạo Phong của hắn không rõ lý do đã chết trong địa lao. Mặc dù hắn chết là đúng lý, nhưng đường đường là một thái tử, không thể chết không rõ ràng. Sở Thiên Minh muốn mượn danh tông sư của Tô Thần để nhờ Tô Thần điều tra hộ nguyên do. Bề ngoài thì lý do nghe vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng Tô Thần và Hoàng Trạm còn lạ gì, Sở Thiên Minh vì muốn giăng bẫy Tô Thần mà hy sinh cả con trai của mình. Đúng là một tên hoàng đế tham lam, độc ác trong truyền thuyết bước ra, mặc dù là biết Sở Thiên Minh đã bày thiên la địa võng ở đó. Tô Thần vẫn muốn thử đi, xem rốt cuộc hắn đã mời được ai mà khiến hắn tự tin như thế. Tô Thần vừa đến cửa địa lao, Sở Thiên Minh đã vào vai rồi, mời Tô Thần vào trong, rồi ngay lập tức đóng sầm cửa lao lại. Lúc này cũng là lúc kết thúc màn kịch của hắn, bộ mặt thật của hắn cũng được phơi bày ra, Tô Thần thì chắc tỏ ra sợ hãi gì, lại ung dung đi vào trong. Thực ra với kỹ năng dịch chuyển, Tô Thần có trong tay, chỉ cần ngoắt một cái có thể ra ngoài rồi, nhưng Tô Thần là muốn xem rốt cuộc là ai ở bên trong. Tô Thần càng tiến vào sâu càng thêm tối tắm, ngay cả một tên phạm nhân cũng không có, hay là tên Sở Thiên Minh sợ liên lụy đến dọn phạm nhân đi hết. Nghĩ lại cũng không đúng, một người lòng dạ thâm độc như Sở Thiên Minh sao có thể suy nghĩ cho người khác được, con trai còn giết chết, sẽ quan tâm sống chết của phạm nhân sao? Còn đang suy nghĩ, Tô Thần bỗng dẫm lên một cái gì đó, thì ra là xác của Sở Ngạo Phong, nhìn sơ qua vết tay trên mặt Sở Ngạo Phong. Có thể thấy nguyên nhân cái chết chính là một chỉ ngay mi tâm, nhưng Tô Thần lại thấy đâu đó có quỷ khí. Tô Thần liền nhanh ý nghĩ đến Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm là quỷ bộc nên chắc cũng biết được ít chút gì đó. Tô Thần vung tay một cái, một luồng sáng vàng phút chốc Tiểu Nhiễm đã hiện ra ngay trước mắt. Vào việc luôn, Tô Thần liền hỏi luôn, thi thể của Sở Ngạo Phong có luồng quỷ khí nồng nặc, Tiểu Nhiễm thử nhìn xem có phát hiện ra điều gì không. Vừa nghe thấy quỷ khí, Tiểu Nhiễm toàn thân co rúm lại sợ sệt, chẳng lẽ là chủ nhân, mau rời khỏi đâu, ở đây rất nguy hiểm. Tô Thần bỗng kinh ngạc, tại sao Tiểu Nhiễm lại tỏ ra sợ sệt đến như thế? Tiểu Nhiễm không kịp giải thích, liền kéo tay Tô Thần chạy trước, đi ra ngoài rồi hãy giải thích. Nhưng vừa đi được một bước, xác của Sở Ngạo Phong liền bừng dậy, đôi mắt tuôn ra luồng âm khí nặng nề, toàn thân tỏa ra luồng khí đen ngòm, trông rất đáng sợ. Tô Thần thoạt nhìn qua bộ dạng đáng sợ của Sở Ngạo Phong, còn chưa kịp phản ứng, Sở Ngạo Phong đã bay lại, định tấn công Tô Thần. Chẳng biết Tô Thần đã ra sao, chỉ thấy một tiếng nổ lớn, kèm theo làn khói trắng mù mịt, gạch đá cũng vỡ vụn văng tung tóe. Tiểu Nhiễm hốt hoảng, há miệng kinh sợ, không biết chủ nhân Tô Thần có bị sao không. Làn khói vừa tan dần, cũng là lúc hình bóng Tô Thần đang đứng đó, chân thì đang đạp lên đầu của Sở Ngạo Phong. Chết một lần còn không đủ hay sao, Sở Ngạo Phong này lại muốn nhảy lên chết thêm một lần nữa. Với trình độ bây giờ của Tô Thần, đối phó một tên tiểu quỷ cũng không hề khó khăn gì, nhưng thấy bộ dạng lo sợ của Tiểu Nhiễm, Tô Thần không khỏi xót xa, khẽ an ủi nàng đừng sợ, chỉ cần có hắn ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương nàng. Nghe những lời mật ngọt chết rồi của Tô Thần, Tiểu Nhiễm cũng không buồn giấu giếm làm gì nữa, thật ra Sở Ngạo Phong bị quỷ tiên sinh, còn chưa kịp nói hết câu. Một làn khói tím đen bay quanh hai người họ, khiến cả Tô Thần và Tiểu Nhiễm không mở nổi mắt, Tiểu Nhiễm rụt rè bám sau lưng Tô Thần, quỷ tiên sinh đã đến rồi. Tô Thần nghe cái tên rất quen, chính là người Sở Thiên Minh mời đến, chỉ là Tiểu Nhiễm sao lại quen hắn, mà còn tỏ ra rất sợ hắn thì phải. Chỉ một lúc sau, bóng người to lớn của quỷ tiên sinh hiện ra, còn chẳng ngần ngại chào hỏi Tiểu Nhiễm, cũng 700 năm rồi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Thần ngạc nhiên quay lại nhìn Tiểu Nhiễm, 700 năm, Tiểu Nhiễm cúi đầu, nước mắt lăn trên má, quỷ tiên sinh chính là hắn đã luyện nàng thành quỷ bộc. Thì ra là như vậy, Tô Thần cũng hiểu, tại sao Tiểu Nhiễm lại sợ đến như vậy, xem ra Sở Ngạo Phong biến thành cương thi cũng là quỷ tiên sinh này làm rồi. Quỷ tiên sinh giơ móng vuốt sắc nhọn lên, vốn dĩ muốn để Sở Ngạo Phong làm cơ thể của hắn, kết quả thể chất Sở Ngạo Phong quá kém, hắn chỉ có thể luyện hắn làm cương thi. Nhìn gương mặt của quỷ tiên sinh, đúng là không thể thẩm được, bộ dạng ma quỷ đúng là nhìn thôi cũng đủ khiếp sợ rồi. Nhiều năm như thế, quỷ tiên sinh luyện chế quỷ bộc và cương thi chính là vì thay hắn tìm cơ thể mới và mạnh mẽ hơn. Bỗng tên quỷ tiên sinh này lại chú ý đến Tô Thần có một chiêu đánh hư Sở Ngạo Phong, chứng tỏ cơ thể đủ mạnh. Nếu quỷ tiên sinh có thể sử dụng cơ thể Tô Thần, nhất định sẽ giúp hắn sống thêm 100 năm nữa.
Đúng là chuyến này, hắn đi không hề uổng phí chút nào mà. Tiểu Nhiễm mặc dù nhút nhát, nhưng vẫn đứng ra phía trước, bảo vệ Tô Thần, không muốn Quỷ Tiên Sinh động đến Tô Thần. Quỷ Tiên Sinh tiến lại gần, chỉ một ngón tay lên mặt Tiểu Nhiễm, nhắc nhở nàng đừng quên bản thân là ai, lại muốn ngăn cản hắn, và cũng đừng quên hắn chính là chủ nhân đầu tiên của nàng. Chỉ một câu nói đã khiến Tiểu Nhiễm sợ sệt run rẩy, mồ hôi rơi không kiểm soát. Trước giờ nàng chưa từng xem Quỷ Tiên Sinh là chủ nhân, hắn chỉ là kẻ thù của nàng. Hôm nay cho dù nàng có hồn phi phách tán, cũng không để hắn làm tổn thương Tô Thần của nàng đâu. Một nam nhân như Tô Thần, sao có thể để Tiểu Nhiễm đứng ra bảo vệ? Tô Thần nhắc nhở không được nói lời không may mắn. Dù gì Tô Thần cũng từng nói, nếu hắn ở đây sẽ không để bất cứ ai tổn thương nàng. Có thể tiêu khiển một quỷ bộc cảnh giới thiên cảnh như Tiểu Nhiễm, ắt hẳn tên Quỷ Tiên Sinh này cũng không hề tầm thường, thậm chí còn rất mạnh luôn ý. Tô Thần quả quyết nói, nếu đã nhận hắn là chủ nhân, thù của nàng cũng chính là thù của hắn, bất kể tên Quỷ Tiên Sinh mạnh đến đâu, Tô Thần cũng quyết báo thù cho nàng. Quỷ Tiên Sinh này cũng quá là nga a ức hứng rồi, lại tỏ ra thích thú người trẻ tuổi tự tin như Tô Thần, làm hắn lại nhớ lại thanh xuân của hắn, cơ thể của Tô Thần lại càng ngày càng thích rồi. Tô Thần giơ hai ngón tay ra hiệu, nếu hắn đã thích thì vồ lại nào, còn chần chờ gì nữa. Tên yêu nghiệt này làm sao có thể tự mình ra tay, hắn chỉ cần phải ra, một luồng ma lực đã tay thẳng vào trán Tiểu Nhiễm, trực tiếp điều khiển cơ thể Tiểu Nhiễm để thay hắn ra tay. Vẻ mặt Tô Thần biến sắc, ánh mắt lo lắng nhìn Tiểu Nhiễm chằm chằm, rốt cuộc Quỷ Tiên Sinh muốn làm gì Tiểu Nhiễm? Năm đó, Quỷ Tiên Sinh đã đặt trong người Tiểu Nhiễm chú ấn để sau này còn có cơ hội dùng. Đã qua 700 năm rồi mà chú ấn vẫn còn hiệu quả, như hắn đã nói, hắn chính là chủ nhân đầu tiên của nàng ta. Tuy không thể hoàn toàn khống chế hết nàng ta, nhưng vẫn phần nào sai khiến, để nàng giúp hắn làm một vài chuyện trong thời gian thì vẫn được. Tô Thần lập tức rút kiếm ra đe dọa hắn, mau chóng dừng lại, không thì biết tay Tô Thần. Muốn dừng lại cũng được thôi, chỉ cần Tiểu Nhiễm thấy máu của Tô Thần sẽ lập tức dừng, dù gì Tô Thần cũng là chủ nhân mới mà nàng nhỏ máu nhận chủ mà. Mặc dù cơ thể bị khống chế, nhưng có lẽ một phần tâm trí nàng vẫn có thể tự kiểm soát, miệng thì nói không muốn ra tay, nhưng toàn thân lại giơ móng vuốt, lao tới tính ra tay với Tô Thần. Tô Thần là nhìn thấy Tiểu Nhiễm tội nghiệp, không thể nào nỡ lòng ra tay với nàng, chỉ biết đứng nhìn nàng ta động thủ. Nhưng khi vừa nhìn thấy vệt máu trên áo Tô Thần, Tiểu Nhiễm liền dừng lại, quả đúng như tên Quỷ Tiên Sinh nói. Tiểu Nhiễm mắt ngấn lệ, đứng trước mắt Tô Thần lo lắng, tại sao Tô Thần rõ ràng có thể phản đòn mà lại đứng yên chịu đựng chứ? Tô Thần nụ cười ôn hòa, chỉ nhẹ nhàng nói, chính là hắn không nỡ ra tay với nàng, còn khẽ lấy tay nâng cằm nàng lên, nàng không cần áy náy. Thậm chí Tô Thần còn đánh trống lảng, để cho Tiểu Nhiễm bớt cảm thấy áy náy. Tô Thần là lần đầu tiếp xúc gần với Tiểu Nhiễm như vậy, cũng thật là khiến hắn vui đó. Bây giờ nhiệm vụ của nàng là về lại Âm Hồn Châu nghỉ ngơi, còn lại chỉ việc giao cho Tô Thần. Trước khi rời đi, Tiểu Nhiễm không quên dặn Tô Thần cẩn thận, nhất định là phải bình an không có chuyện gì. Sau nghe câu đảm bảo của Tô Thần, Tiểu Nhiễm cũng ngoan ngoan trở về Âm Hồn Châu, bây giờ chỉ còn lại Tô Thần và Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh ngay lập tức vỗ tay, cười khinh bỉ tình cảm chủ nô động lòng người. Tên người không ra người, quỷ ra không ra quỷ này, tinh khí cũng thất thường, sai khiến Tiểu Nhiễm ra tay với Tô Thần. Bây giờ lại nói nàng ra tay cũng nặng thật, làm Tô Thần bị thương nặng như vậy, lát nữa hắn lại tốn sức chữa lại cơ thể Tô Thần. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!